Hôm nay, Việt Nam bắt đầu thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 3 của Việt Nam. Sáng ngày hôm nay, ngày 15 tháng 8, Trường Đại học Y học Hà Nội khởi động chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine ARCT-154 phòng COVID-19 giai đoạn 1 cho 100 tình nguyện viên tại Hà Nội. Thì trong 2 ngày 15 và ngày 16, toàn bộ 100 người tình nguyện khỏe mạnh sẽ được tiêm mũi vaccine đầu tiên ARCT-154. Đây là vaccine thứ 3 tại Việt Nam và được đưa vào thử nghiệm lâm sàng trên người do Bộ Y tế phê duyệt ngày 2 tháng 8. Thì Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết vaccine này phát triển theo công nghệ tương tự như vaccine Pfizer và Moderna đã được phê duyệt. Ông chia sẻ, tôi tin tưởng trong quá trình thử nghiệm lâm sàng vaccine ARCT-154 sẽ thành công và Việt Nam sẽ sớm tự chủ được vaccine phòng COVID-19. Nay, nhiều tỉnh, thành phố ở miền Tây kéo dài chỉ thị số 16 thì đảm bảo giữ vững hiệu quả phòng chống dịch. Rất nhiều tỉnh thành phía Nam, trong đó có Bạc Liêu, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ sẽ thực hiện giãn cách thêm từ 7 đến 17 ngày nữa vì tình hình dịch còn phức tạp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho biết, địa phương sẽ áp dụng chỉ thị số 16 của Thủ tướng thêm 7 ngày tính từ ngày 16 tháng 8. Sau một tuần lễ tiếp tục giãn cách thì ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu sẽ đánh giá tình hình để có những phương án giãn cách phù hợp. Còn tại Vĩnh Long, địa phương chưa có quyết định cụ thể nhưng ít nhất phải áp dụng chỉ thị số 16 thêm 10 ngày nữa đến hết ngày 25 tháng 8. Thì hết thời gian trên, tỉnh Vĩnh Long sẽ đánh giá nguy cơ dịch bệnh để xem xét việc nới lỏng giãn cách. Tại Bến Tre sẽ kéo dài chỉ thị số 16 đến 30 tháng 8. Còn Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thì áp dụng biện pháp giãn cách đến hết ngày 25 tháng 8. Trong thời gian kéo dài chỉ thị số 16, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương thực hiện giải pháp cấp bách cho mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 25 tháng 8. Tại Cần Thơ, Sở Y tế đề nghị thành phố giãn cách theo chỉ thị số 16 thêm 10 ngày kể từ 0 giờ ngày mai ngày 16 đến ngày 24 giờ ngày 25 tháng 8. Trong ngày 18 đến 20 tháng 8, ngành y tế tiếp tục triển khai xét nghiệm cộng đồng đợt 4 tại các xã phường thị trấn thuộc 9 quận huyện có nguy cơ cao và rất cao. Thông tin cuối cùng cho bản tin chiều ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre chiều hôm nay ngày 15 tháng 8. Thì theo đó Bến Tre ghi nhận thêm 2 ca dương tính với COVID-19 mới. 2 ca mắc COVID-19 mới ở An Ninh B, An Thuận, huyện Thạnh Phú. 2 ca này trong khu cách ly và phong tỏa. Thì tính đến chiều ngày hôm nay ngày 15 tháng 8, Bến Tre có 1.336 ca mắc COVID-19 thì vẫn là 27 ca tử vong. Thì hôm nay Bến Tre ghi nhận thêm 64 ca đã ra viện. Thì tính đến ngày hôm nay Bến Tre có 704 ca đã ra viện. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin chiều ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.